Tiền đạo All-Star Kevin Durant đã đạt thành tựu nhỏ tiếp theo trong sự nghiệp trong trận đấu giữa Brooklyn Nets và Boston Celtics vào sáng ngày 25 tháng 11. Cụ thể hơn, vào ngay pha ghi điểm đầu tiên, Durant đã vượt qua huyền thoại và là một trong những thần tượng của anh là Allen Iverson, qua đó thăng hạng trên bảng danh sách ghi điểm mọi thời đại của NBA. Iverson đã thi đấu cho 4 đội bóng khác nhau, bao gồm Philadelphia Sixers, Denver Nuggets, Detroit Pistons và Memphis Grizzlies, ghi tổng cộng 24.368 điểm. Bất kỳ thành tựu nào dù lớn hay nhỏ đều rất đáng trân trọng, nhưng lần này mọi thứ đặc biệt hơn với Kevin Durant vì anh vượt qua một trong những cầu thủ mà anh rất ngưỡng mộ. Kevin Durant chia sẻ: "Tôi đã dành cả cuộc đời mình để gắn liền với bóng rổ. Ngay từ nhỏ, tôi đã theo dõi NBA trên TV và xem đi xem lại những huyền thoại này đến mức ngủ quên trên cả ghế sofa. Tôi từng mơ mình sẽ được giống họ, muốn mình đặt chân đến NBA và tạo nên tầm ảnh hưởng lớn giống như cách mà những huyền thoại này đã làm. Iverson thực sự là một người đặc biệt với cá nhân tôi, là một thần tượng của tôi khi còn nhỏ. Khi chơi bóng ở đường phố, tôi luôn bắt chước những chiêu mà anh ấy hay làm. Vì vậy, khi vượt qua thần tượng của mình, cảm giác thật khó tả. Trong mắt thế hệ cầu thủ tầm tuổi Kevin Durant, họ chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi phong cách của Allen Iverson, từ lối chơi đẹp mắt, mãn nhãn đến cách ăn mặc ở cả trong lẫn ngoài sân bóng. AI như một biểu tượng ở đầu thập niên 2000. Theo chiều ngược lại, Iverson đã từng chia sẻ tình cảm và sự tôn trọng đối với Kevin Durant, đặc biệt là mối quan hệ giữa anh và mẹ, bà Wanda. Allen Iverson nói vào năm 2017: "Tôi chẳng ngại gì khi nói rằng tôi mong Kevin Durant vô địch và đạt được tất cả những thành tựu tốt nhất. Nhìn vào Kevin Durant và mẹ, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc cho cậu ấy. Dù ai phản đối đi chăng nữa, tôi luôn ủng hộ cậu ấy hết mình, dù KD có khoác áo đội bóng nào tại NBA." Vượt qua Allen Iverson, Kevin Durant tạm chiếm vị trí thứ 25 trên danh sách ghi điểm nhiều nhất mọi thời đại. Anh ghi được 24.388 điểm trong 902 trận đã đấu và hiện có trung bình 28 điểm mỗi trận. Nếu duy trì phong độ này, KD hoàn toàn có thể bứt phá trên bảng xếp hạng, vượt qua một loạt huyền thoại như Ray Allen, Patrick Ewing, Jerry West và Reggie Miller. Trước khi mùa giải bắt đầu, Brooklyn Nets bao trùm bởi những lùm xùm xoay quanh Kyrie Irving. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi thầy trò huấn luyện viên Steve Nash nhận 3 thất bại trong 5 trận mở màn tại regular season. Phong độ của các vệ tinh khá bất ổn, một số cái tên chưa thể hòa nhập. James Harden ban đầu còn gặp vấn đề với các trọng tài. Duy nhất chỉ có một cái tên chơi cực kỳ ổn định, đó là Kevin Durant. Hơn 2 năm sau khi bị đứt gân gót chân Achilles, chấn thương có thể khiến bất kỳ ai đánh mất sự nghiệp, Durant đang thi đấu như thể anh chưa từng ngã xuống trên đất Canada tại NBA Final 2019. KD bằng một cách nào đó vẫn duy trì được sự hiệu quả, ghi trung bình 28,1 điểm cùng 7,6 rebound và có thêm 5,3 assist mỗi trận. Tầm ảnh hưởng của Kevin Durant dần truyền năng lượng tích cực sang cho các đồng đội. Khi những bánh răng dần ăn khớp với lối chơi, cộng thêm tinh thần ngày một cải thiện, Brooklyn Nets đang biến thành một đội bóng rất khó bị đánh bại với đúng 2 thất bại trong 14 trận gần nhất. Đi cùng thành công về mặt tập thể, Durant đang đứng top 2 của nhiều danh sách ứng cử viên số 1 cho danh hiệu MVP, tranh chấp suất còn lại với Stephen Curry. Thật vui khi được thấy KD bùng nổ trở lại, góp phần chèo lái con thuyền Brooklyn Nets khỏi dòng bão và trở thành đội bóng có thành tích tốt thứ 3 toàn NBA.